chỉ bay bê lô vườn son. Lúa vừa chờ ai em hát cất hát cất khổ lắm. Ai sống chẳng sao chưa nở lúa xuống phố. Bắc đèn bắc hoa em mặc ngoài trong xưa hầy đưa. Giàn cố giàn già lùi ngàn lô chết mà chờ ai.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái lễ tăng cầu xong thì bây giờ sẽ chuẩn bị đồ đạc cho con gái cũng như là cô dâu ngày hôm nay. Đây sẽ là một cái phong tục mà không thể nào bỏ được và cũng không thể nào thiếu được đối với người dân tộc Thái ở vùng cao Sơn La. Đây sẽ là cái gánh chăn ga gối đệm, sẽ làm hai gánh để tượng trưng cho cái điều gì đó thì mình cũng quên mất rồi. Cái này các ông bà già mới biết được không? Sau khi làm cái gánh như thế xong thì sẽ cho gối một bên gánh vài đồng tiền, có nhiều thì cho nhiều, có ít thì cho ít. Ngày đầu tiên và bây giờ đang chuẩn bị làm tiếp cảnh thứ hai. Chép khó giấc và năm ta trong thêm sứ hôn. Ôi dù em nó biết là cứ nhà sẽ làm. Ôi dù em nó. Cô dâu đang mặc đây là một cái áo truyền thống của người Thái. Nghĩa là bây giờ đã được sử dụng chất liệu công nghiệp, phải là vải dệt ngày xưa. Không muốn đến bao giờ thì quá. Ra ngoài với con cửa nữa, còn ra tới khỏi cổng kia nữa cơ. Cổn thèn mà. Bắt con mèn nữa. Đây khỏi nó quá. Khỏi đâu. Có chiếc phụ bệnh áo, chiếc phụ bệnh áo của đi.
Lúa vừa cho ai em hoa con hoa con khô
Không được công khai là ăn trộm rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này phải phạt nhé. Phải phạt. Ăn trộm tủ rồi. Có sao kiếm bằng sữa nó chưa này hắn miếng này nó mỡ 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 này nó Đấy nhé mọi người, thì bây giờ bên nhà trai đang xếp đồ lên xe để chuẩn bị xuất phát về bên nhà trai. Tí nữa sẽ quay lại đây để tổ chức cái buổi lễ vu quy tại nhà gái. Nhà trai thì ở bên bản Phé, Tông Cọ, Thuận Châu, Sơn La nhé mọi người. Còn nhà gái thì hiện tại ở đây là bản Thẩm thuộc xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Và cái buổi lễ ngày hôm nay được diễn ra vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 nhé mọi người nhé. Thì nếu mọi người thấy hay thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của mình về cái phong tục văn hóa của người dân tộc Thái Thuận Châu, Sơn La. Nụ chi bay hương của em lơ chép khó rằng bản năm ta chẳng khôn xứ nguồn coi dù em nỡ bia nắc nhà xếp lại coi dù ai nỡ lâu kẻ ai nhà kín lại.